Thưa quý vị, với những giá trị lịch sử lớn lao và sinh cảnh kỳ thú độc đáo hấp dẫn, những năm gần đây Côn Đảo phát triển mạnh mẽ, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Trong đó độc đáo nhất có lẽ phải kể đến là tour du lịch thả rùa con về biển tại Hòn Bảy Cạnh. Đây là hoạt động trải nghiệm thú vị và riêng có tại Côn Đảo, dành cho những ai yêu thích thiên nhiên, muốn trải nghiệm khám phá công tác bảo tồn loài rùa biển quý hiếm tại vườn quốc gia Côn Đảo. Mời quý vị cùng tìm hiểu về tour du lịch này qua phóng sự sau. Côn Đảo là vùng biển có lượng rùa biển nhiều nhất Việt Nam. Theo thống kê, hiện tại vườn quốc gia Côn Đảo có 18 bãi cát quanh quần đảo là bãi đẻ của rùa. Trong đó tập trung nhiều nhất là các bãi biển thuộc Hòn Bảy Cạnh, chiếm hơn 77% tổng số rùa đẻ tại Côn Đảo. Hòn Bảy Cạnh nằm cách đảo lớn Côn Sơn khoảng 7 hải lý về phía đông, có tổng diện tích trên 680 hectare. Tour thả rùa con về biển tại Hòn Bảy Cạnh thường được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Để tham gia tour này, du khách sẽ di chuyển bằng cano từ đảo Dính Côn Sơn vào sáng sớm, sau khoảng hơn 20 phút sẽ tới Hòn Bảy Cạnh. Đến hòn, du khách được hướng dẫn tham quan hồ ấp trứng, nghe giới thiệu về vòng đời sinh trưởng của rùa biển cũng như công tác bảo tồn rùa biển. Mấy anh chị là nên nhớ dùng em là thứ nhất là không được chạm tay vào rùa con nhá. Thứ hai, nghe hiệu lệnh và nghe mọi hướng dẫn của kiểm lâm nghe. Rồi, tất cả mọi người phải thực hiện theo quy định của kiểm lâm. Để được tận tay thả rùa con về với biển, du khách sẽ di chuyển ra bãi cát lớn. Tại đây, lực lượng kiểm lâm đã chuẩn bị sẵn các giỏ đựng rùa con, đồng thời hướng dẫn cách thả rùa con về biển an toàn. Khi những nắp giỏ vừa mở ra, những chú rùa con theo bản năng sẽ hướng ngay ra phía biển để bắt đầu cho một hành trình của sự sống nơi lòng đại dương bao la. Khi được thấy những con chú rùa được thả ra biển thì tôi cảm thấy rất là thích thú, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến được cái sự kỳ diệu của thiên nhiên. Cảm giác được nâng niu, nhìn ngắm những chú rùa con mong manh nhưng chứa đựng sức sống diệu kỳ bên trong. Hoặc khi chứng kiến đàn rùa bé nhỏ hầm hở sải bước về phía đại dương tìm kiếm sự sống sẽ là trải nghiệm khó quên trong đời mỗi người. Đây là lần đầu tiên mà tôi được xem cái hoạt động này, và tôi thấy là đây là một sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các anh trong đội kiểm lâm cũng như là ban quản lý ở đây. Và sau chuyến đi này thì tôi nghĩ là tôi cũng sẽ một ngày nào đó tôi sẽ đưa các con nhỏ của tôi đến đây để được các con nhỏ của tôi sẽ cũng được nhìn những hình ảnh những chú rùa bé xinh này được trở về với biển. Thích thú như thế nào? Theo thống kê của ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo, trong 6 tháng đầu năm nay, vườn đã đón 18.652 lượt khách tham quan du lịch sinh thái rừng biển. Cũng qua ghi nhận của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, đã có 10.648 cá thể rùa con được ấp nở thành công và thả về với biển. Tuy nhiên, tỷ lệ rùa con sống đến tuổi trưởng thành chỉ có 1 trên 1.000 con. Do đó, bảo tồn rùa biển luôn được đặc biệt chú trọng. Tour khám phá trải nghiệm thả rùa con về biển vừa là hoạt động du lịch, vừa là hoạt động bảo tồn, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay bảo tồn loài rùa biển nói riêng, bảo tồn đa dạng sinh học nói chung tại Côn Đảo.